Viết Oanh và Vén Màn Bí Ẩn xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, có một điều rất dễ nhận thấy trong xã hội hiện nay, có rất nhiều đứa trẻ cảm thấy thích thú với những trò chơi, những tiện ích trên chiếc điện thoại thông minh. Chúng không còn hứng thú với những trò chơi ngoài công viên, với những quyển sách, với các môn thể thao, các hoạt động, các phong trào từ thiện, xã hội, v.v. Những người trẻ có thể ngồi chém gió thâu đêm với bạn bè trên các trang mạng, nhưng lại không thể dành chút thời gian để tâm sự, nói chuyện cùng với cha mẹ, người thân trong gia đình. Dần dần, mọi thành viên trong gia đình trở nên lạnh nhạt, xa cách, thiếu quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Tình trạng bạo lực học đường, xâm hại tình dục, trộm cắp, v.v. xuất hiện ngày càng nhiều, cũng một phần có lý do của công nghệ. Trong phần đầu của chương trình, Tuyết Oanh xin mời quý khán giả cùng xem những tấm ảnh rất ấn tượng của tác giả Đỗ Xuân Bút. Bộ ảnh có tên là Đứa trẻ công nghệ, đề cập đến hiện trạng nhiều ông bố bà mẹ chọn cách đưa cho con đồ chơi công nghệ để chúng ngoan ngoãn không quấy khóc. Vì vậy, việc trông trẻ như phơi quần áo, phơi ra lúc sáng, tối về mang chúng vào. Những đứa trẻ bị rơi vào ảo giác, chúng ngủ, nằm mơ, bay bổng giữa thế giới ảo. Dây mạng đã trói buộc chúng với Internet, dần dần trẻ sẽ rơi xuống những hố sâu mà không phản kháng. Trẻ hét lên khi không được dùng điện thoại chơi game, xem phim hoạt hình, v.v. Chúng sẽ không còn nghe theo lời bố mẹ. Đứa bé lớn lên như một hạt giống, được tưới tắm từ những chiếc smartphone. Đôi mắt vô hồn không sức sống, đôi tay bé nhỏ ôm lấy thân hình không đủ dưỡng chất. Trẻ lệ thuộc vào những thiết bị điện tử và không còn nhanh nhẹn hoạt bát. Con người của cậu bé đang lùi vào bóng tối với chiếc điện thoại thông minh trong tay. Chúng mê mẩn chơi, cho dù thế giới bên ngoài cuộc sống là muôn màu, và ngủ quên, không quan tâm điều gì ngoại trừ việc giữ lấy chiếc điện thoại. Khi cậu bé thức dậy, bóng tối vây quanh, nhưng điều cậu quan tâm vẫn là thế giới ảo. Cậu bé đứng trên tầng thượng, lườm mọi thứ, tưởng tượng ra những mối nguy hiểm cậu đã cập nhật được từ công nghệ và nghĩ mình là siêu nhân. Đứa trẻ tưởng tượng mình có phép thuật, đứng trong hào quang. Nhưng rồi một ngày, xã hội sẽ cho thấy cậu chỉ là một thằng bé đơn độc, gầy yếu. Điện thoại ngày nay như con dao rỉ hoèn hai lưỡi. Người biết sẽ mài bóng và sử dụng tốt con dao, song nó sẽ rất nguy hiểm với những người không biết dùng. Các bậc cha mẹ hãy quan tâm con hơn, thay vì dỗ trẻ bằng điện thoại hay đồ công nghệ. Họ nên lý giải, nói chuyện với con. Đừng để những đứa trẻ chìm đắm vào Internet vì hậu quả sẽ rất khó lường. Những người làm cha làm mẹ nên biết những điều gì cần phải tránh với con trẻ của mình khi cho trẻ tiếp xúc với các thiết bị công nghệ. Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Cùng tham gia chương trình hôm nay có sự góp mặt của nghệ sĩ ưu tú Hà Thúy. Xin chào nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy, rất cảm ơn chị đã dành thời gian để đến với chương trình ạ. Cảm ơn Tuyết Oanh và xin chào quý vị khán giả của chương trình Vén Màn Bí Ẩn. Thật sự mỗi lần tham gia chương trình thì đối với Thúy nó giống như là một cái cuộc hẹn mà mình rất là háo hức khi đến để xem là sẽ có bí mật gì để khám phá, sẽ có câu chuyện gì để trao đổi. Và thông qua đó bản thân mình sẽ có thêm nhiều cái thông tin hữu ích trong cái cuộc sống này. Thưa chị, thì chương trình hôm nay với chủ đề là Tuổi trẻ trôi trên màn hình cảm ứng, nói về việc sử dụng tiện ích công nghệ của những người trẻ trong cuộc sống hiện tại. Thưa chị, thì chị có thể chia sẻ là mỗi ngày chị dành bao nhiêu thời gian để dán mắt mình vào smartphone ạ? Nhiều. Và không chỉ riêng Thúy đâu mà ở nhà, những cái thành viên còn lại cũng gặp cái tình trạng như vậy. Nhất là hai đứa nhỏ. Và mỗi lần mà la hai đứa nó thì Thúy có cái câu là suốt ngày cứ dính mặt vô cái điện thoại. Và mà cần phải gỡ cái mặt ra khỏi cái điện thoại. Thưa chị có những bình luận gì về những hình ảnh ở đầu chương trình ạ? Tác giả đã nhìn được cái mà rất nhiều bậc cha mẹ không nhìn được. Và rất nhiều bậc cha mẹ giống như là khi thả cái điện thoại cho con mình, coi như đó là một người giữ trẻ, đó là một trò chơi lành mạnh, một cái biện pháp để giữ con an toàn, mà không biết rằng là họ đang bón phân, vung đắp cho con bằng những cái gọi là rất là khô khan của công nghệ. Dĩ nhiên công nghệ là cái điều mà ai cũng mong muốn hướng đến, bởi vì thật sự là sức mạnh của công nghệ và cái giá trị của nó cho cái đời sống tinh thần và vật chất hay là cái tiện nghi sinh hoạt thì chúng ta không thể phủ nhận được. Đó là cái lý do mà tại sao công nghệ vẫn càng ngày càng phát triển và mọi người càng ngày càng đón nhận nhiều hơn. Nhưng mà công nghệ không thể thay thế được phần hồn,
phần xác, không thể thay thế được những cái đôi khi rất thực tế, rất nhỏ nhặt trong cuộc sống. Nhưng mà người ta nghĩ rằng công nghệ có thể thay thế hết được tất cả mọi thứ. Và đó là cái lý do mà chúng ta có những đứa trẻ nó như những cái áo, mắc lên từ sáng xong rồi chiều về lấy. Rồi chúng ta có những đứa trẻ gọi là chìm đắm trong thế giới ảo đến nỗi chúng nó không còn biết cái thế giới xung quanh là gì. Thưa quý vị, công việc của rất nhiều người trong chúng ta hiện tại phụ thuộc rất nhiều vào chiếc điện thoại thông minh. Và cũng bởi bị cuốn vào công việc mà chúng ta ít để ý rằng thời gian của chúng ta phụ thuộc vào công nghệ và các thiết bị công nghệ ngày càng nhiều hơn. Một sự lệ thuộc vô ý nhưng là câu chuyện có vấn đề trong cuộc sống. Thân mời chị Hạnh Thúy cùng quý khán giả cùng xem những bức hình từng gây xôn xao về câu chuyện này. Bữa ăn gia đình đã trở thành tiệc smartphone. Không ai còn muốn tham gia các trò chơi hoạt động ngoài đời. Nếu mãi đắm chìm, công nghệ sẽ biến con người thành những xác sống. Nhiều người đang bị các thiết bị công nghệ, mạng xã hội giam cầm mà không thể tự giải thoát. Công nghệ đang điều khiển con người. Nhiều người đã không còn quan tâm đến cảm xúc ngoài đời thực. Các chương trình truyền hình, TV khiến người ta mọc rễ, không muốn đứng dậy làm việc gì nữa. Người ta chụp ảnh để đưa lên mạng xã hội trong mọi hoàn cảnh. Những chiếc điện thoại di động, smartphone trở thành nhà giam của mỗi người. Các nhân viên văn phòng cấm cúi làm việc trên Facebook. Ngày nay, Facebook dường như đã trở thành hơi thở của rất nhiều người. Các trò chơi điện tử khiến nhiều người mọc rễ. Mỗi người đang tự xây cho mình một ốc đảo riêng biệt bằng những chiếc điện thoại, smartphone. Những lời sám hối của bạn trên Facebook sẽ được phát ra khắp nơi, ai cũng có thể nghe thấy. Mạng xã hội đang đánh cắp thời gian của mọi người. Những cuốn sách đã bị thay thế bằng những chiếc điện thoại. Đời tư của bạn sẽ bị rất nhiều người soi mói trên mạng xã hội. Con thuyền mạng xã hội đang chở bạn đi. Mạng xã hội đã trở thành vũ khí để tấn công người khác. Thưa chị Hạnh Thúy, với những hình ảnh mà mình vừa xem thì chị có thấy rằng công nghệ và những thiết bị công nghệ có đang chi phối mọi mặt đời sống của con người không ạ? Các nhà khoa học, những nhà nghiên cứu luôn luôn nghiên cứu cái điều gì đó để thay đổi cuộc sống theo chiều hướng tốt đẹp hơn, kết nối những tình cảm, kiến thức, tri thức, khoa học, tất cả mọi thứ dễ dàng hơn, thuận tiện hơn. Nhưng mà có một số người thì họ lạm dụng cái công nghệ đó, họ sử dụng công nghệ thay cho cuộc sống, và thậm chí là có những người đó giống như chúng ta đấy là chìm đắm trong cái thế giới của công nghệ, của smartphone. Họ quên mất cái việc rằng là phải yêu, phải sống, phải vận động, phải như một con người. Và lúc đó ta thấy là có những người gọi là não trắng. Thúy nghĩ rằng là cái đó nó là cái đáng báo động. Và đó là lý do mà tại sao chúng ta hôm nay ngồi đây nói về cái vấn đề là công nghệ ảnh hưởng như thế nào đến với cuộc sống của mình. Không chỉ có chị Hạnh Thúy, Tuyết Oanh hay quý vị đang bị chi phối bởi công nghệ, mà hàng tỷ người trên thế giới này cũng vậy. Những Bill Gates, Steve Jobs, Tim Cook hay các chuyên viên của thung lũng Silicon dành cả sự nghiệp để khiến người dùng nghiện công nghệ. Nhưng bản thân họ thì luôn tìm cách cho con cái của mình cách ly với công nghệ bằng cách cho học ở những ngôi trường cổ điển. Vì sao lại có câu chuyện ngược đời như vậy? Chúng ta sẽ cùng tiếp tục câu chuyện này trong phần tiếp theo của chương trình cùng với vị khách mời thứ hai, tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân. Xin chào tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân. Xin chào Tuyết Oanh, xin chào chị Hạnh Thúy và xin lời chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vén Màn Bí Ẩn. Thưa tiến sĩ, thì theo nhiều nguồn tin từ báo chí, đa số những người nổi tiếng của thung lũng Silicon và cả những người sáng lập ra công nghệ đều không cho con cái của mình tiếp xúc với công nghệ từ sớm. Theo anh thì vì sao lại có điều này ạ? Có lẽ rằng chính vì họ là người sáng lập nên họ sẽ hiểu rõ hơn ai hết ảnh hưởng của công nghệ đến cuộc sống và đến con người như thế nào. Ví dụ như là Bill Gates, tỷ phú thế giới. Ông từng nói rằng là ông không cho con của ông sở hữu điện thoại mãi đến năm 14 tuổi. Hay một nhân vật khác là Steve Jobs, ông cũng có cái suy nghĩ rằng là luôn luôn hạn chế cái thời gian sử dụng công nghệ của con cái ở trong nhà. Hay chúng ta có thể kể đến một nhân vật rất là đình đám, đó là tỷ phú Sean Parker, một trong những nhà đầu tư đầu tiên của Facebook. Và ông đã từng tuyên bố rằng là
ông cùng với những cộng sự, những kỹ sư đó làm cách nào đó để cho Facebook có thể là gây nghiện nhất trong chừng mực có thể. Và một cái câu tuyên bố sang rờn đó là chỉ có Chúa mới biết công nghệ ảnh hưởng đến tâm trí của trẻ thơ như thế nào. Đó là những câu nói mà chắc chắn rằng là chúng ta sẽ phải có nhiều suy nghĩ và nhiều trăn trở. Hiện tại thì vẫn còn rất nhiều những tranh cãi liên quan tới ảnh hưởng của mạng xã hội lên những đứa trẻ. Thì bây giờ theo chị, nhận định của riêng chị về vấn đề này là gì ạ? Tôi nghĩ không chỉ ảnh hưởng đến người trẻ đâu, đến cả bản thân mình là người trưởng thành mình cũng bị ảnh hưởng nữa mà. Và điều đó là không thể chối cãi được. Thì Thúy nhớ là Thúy có đọc quyển sách Nuôi dưỡng thế hệ công nghệ của bác sĩ Jim Taylor. Thì ông nói là cho dù là chưa hoàn toàn khẳng định được và có thể là vẫn còn là một cái đề tài gây tranh cãi, nhưng mà càng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy là việc sử dụng liên tục cái công nghệ, rồi mạng xã hội, internet, điện thoại thông minh thì nó ảnh hưởng đến khả năng tập trung của trẻ nhỏ. Và cái việc mà tiếp xúc màn hình điện tử của các thiết bị thông minh đó, làm cho những đứa trẻ đó nó bị chậm chạp, ù lì, rồi có nguy cơ béo phì và đặc biệt là cái nguy cơ trầm cảm rất là cao. Rồi thậm chí có những nghiên cứu nói rằng là nếu như mà các trẻ mà tiếp xúc với cái màn hình một ngày mà khoảng từ 3 tiếng trở lên thì là khả năng làm suy giảm trí nhớ rất là cao. Thưa tiến sĩ Bùi Hồng Quân, thì hiện tại tình trạng tội phạm thiếu niên ở Việt Nam liên quan đến game online ngày càng nhiều đúng không ạ? Mỗi năm đó thì ở Việt Nam chúng ta có khoảng là trên 3.000 trẻ vị thành niên bị đưa ra xét xử. Và trong số những trường hợp đó có những vụ án mà liên quan trực tiếp đến game online hoặc là đến các cái thiết bị về công nghệ, về internet. Chúng ta có thể kể ra một vài những cái trường hợp như là có những cậu bé còn rất là nhỏ thôi nhưng mà vì bắt đầu là nghiện game online. Và đương nhiên khi mà đã nghiện rồi đó thì cái nhu cầu chơi game online là rất là lớn, trong khi là cái tiền để mình chơi game không có. Và đó là nguyên nhân để cậu bé đó về giết người thân của mình, lấy một số tiền chỉ là một vài trăm ngàn đồng để phục vụ cho cái nhu cầu nghiện game online đó. Hay chúng ta thấy rằng là có những nhân vật trong game online và có những cái game đó được thiết kế để cho người chơi muốn nâng cấp hoặc là muốn tăng cái mà trong game gọi là level đó, tức là thăng hạng đó, thì phải có những cái thiết bị hoặc phải có những cái loại vũ khí nào đó và nó được quy ra bằng tiền mặt luôn. Nên thành ra rằng là có những cái câu chuyện mà liên quan đến từ cái việc là tranh giành trong game với nhau, chơi với nhau trong game, nhưng cuối cùng cái mâu thuẫn đó thì hai người chơi game đó, hai game thủ lại tìm nhau ở ngoài đời thực và cuối cùng là họ giải quyết mâu thuẫn rồi cũng gây những cái án mạng. Và chúng ta thấy rằng là bên cạnh những cái việc là nghiện game online hay những cái câu chuyện về xâm hại tình dục cũng là những cái vấn đề mà có cái sự khởi nguồn từ internet rất là nhiều. Để giải thích lý do vì sao game online là nguyên nhân dẫn đến tình trạng phát triển của tội phạm nhí, xin mời quý khán giả cùng Tuyết Anh điểm lại một số game có thể loại con nít nhưng không hề có chút dễ thương hay vô hại mà toàn là những câu chửi tục và những kỹ năng chém người còn hơn cả thần chiến tranh Kratos. Và cũng xin được lưu ý, mục đích của việc nhắc đến các game này trong chương trình hôm nay không nhằm giới thiệu, quảng bá game, mà muốn nhắc đến các bậc phụ huynh cần phải ghi nhớ, loại bỏ và không cho trẻ tiếp cận những game độc hại này. Trong tất cả các nhân vật tuổi con nít thì Ellie là đứa mồm mép kinh nhất. Mỗi lần mở miệng là chửi và rủa bất cứ cái gì, dù có hứng hay không. Số lượng những cụm từ đầy tính tục tiểu phát ra từ miệng của Ellie đủ viết thành sách. Để chỉ cho con trẻ biết cách để chửi to, chửi rõ, chửi có vần điệu, cũng giống như bắn ráp không ngừng nghỉ. Nếu có kiểu con nít trong game gây ấn tượng nhất thì hẳn đó sẽ phải là Alice. Trong game Alice Madness Return, đó là một nhân vật nổi tiếng trong phim hoạt hình, cầm con dao làm bếp, máu me đầy mình và đi tàn sát tất cả những thứ nhìn thấy trên đường. Trong xứ sở của thế giới thần tiên, kết cục của Alice trong cái game này cực kỳ quái dị. Khi có cảm giác mọi thứ xảy ra đều như một giấc mơ điên cuồng, không có lời giải của một đứa con nít mắc bệnh tâm thần phân liệt, một khả năng giết người còn hơn cả vị thần chiến tranh Kratos. Anh Quân thân mến, anh đánh giá như thế nào về những game này ạ? Có lẽ là không chỉ có những cái game mà chúng ta kể ra trong chương trình ngày hôm nay đâu, mà còn nhiều hơn thế nữa, những game đang tồn tại trong thực tế mà có ảnh hưởng rất là lớn đến tâm lý của người chơi. Tại vì thật ra khi mà các nhà sản xuất game đó, họ sẽ thiết kế để làm sao mà có thể đáp ứng được cái nhu cầu và tâm lý của người chơi nhiều nhất. Và thường là một cái xu hướng hiện nay đó là cho người chơi hóa thân vào nhân vật ở trong game.
Và khi mà hóa thân vào nhân vật ở trong game như vậy đó, thì khi mà chơi, bản thân những người chơi họ tách bạch mình ra và họ đang đặt mình vào trong bối cảnh của game. Và thiết kế ở trong cái trò chơi đó thì có rất là nhiều những cái kịch tính, rất là nhiều những cái sự hấp dẫn và rất là nhiều những cái thách thức để cho người chơi có thể là, hay là nhân vật chơi trong đó có thể vượt qua được. Và rõ ràng là khi mà hóa thân như vậy, ở một mức độ nào đó thì bản thân người chơi sẽ bị ảnh hưởng từ chính cái câu chuyện, từ chính những cái hành động trong game, và họ đem những cái hành động, cái suy nghĩ đó ra ngoài đời thực. Và chắc chắn rằng là những hành động đó nó là cái nguyên nhân dẫn đến những người chơi game, đặc biệt là có xu hướng đã nghiện game rồi đó, thì sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều về hành vi, về cái kiểu ứng xử, cũng như là về cái lối sống ở bên ngoài đời thực, nên dẫn đến những cái hành động tiêu cực và thậm chí là những hành động phạm pháp nữa. Thưa chị Hạnh Thúy, hình như là các tiệm game online đang phát triển một cách rầm rộ, nếu như không nói là mọc lên như nấm sau mưa ạ. Tức là về tỷ lệ nhiều hay ít của tiệm game thì Thúy không có sâu sát, cho nên không có thống kê hết. Nhưng có một vài lần ghé được những cái tiệm game thì mình thấy là cái tiện nghi ở cái tiệm game nó thích lắm. Một khi mà bạn đã đến đó thì bạn không cần phải đi đâu cả, mọi nhu cầu của cá nhân đều được phục vụ hết. Và đó là cái lý do mà có những đứa trẻ nó đi học về, nó buông cái cặp nó vô cái tiệm net nó ngồi và sau đó mất tích luôn. Nó đi đến vài ngày nó không về nhà. Và khi về nhà thì coi như là rạc người ra vì là cắm mặt vào trong máy. Và có cái câu chuyện đau lòng từ những cái đứa trẻ nghiện game mà Thúy nhớ là cách đây khoảng vài năm. Ở Hà Tây báo có đăng một đứa trẻ là mới 15 tuổi thôi. Thì là nó chơi game và nó bị ảnh hưởng của game. Và nó bắt cóc cái đứa em họ của nó để nó đòi tiền chuộc. Nhưng mà sau đó thì nó không đòi được cái tiền chuộc và cuối cùng là sát hại đứa bé. Khi mà người ta bắt nó thì nó rất tỉnh táo, nó rất bình tĩnh. Nó khai là nó ảnh hưởng bởi cái game này, nó ảnh hưởng bởi game kia, nó được thôi thúc bởi cái chủ nghĩa anh hùng nào đó do những cái game xây dựng nên, và hoàn toàn nó không ý thức đó là cái tội lỗi. Và đó là cái mà mình nghĩ là cần phải chấn chỉnh ngay lập tức, bởi vì là cái bạo lực học đường rồi những cái bạo lực xã hội và những cái lệch lạc về cái lối sống của một cái giới trẻ, mình không thể chối cãi được rằng là nó đang diễn ra và càng ngày ở mức quy mô càng nguy hiểm hơn. Mà đúng như chị Hạnh Thúy chia sẻ đó là có một số bạn mình ở lì trong cái tiệm internet luôn, và đến khi vài ngày không có tiền mà đâu có dám liên hệ để xin với gia đình đâu, bằng mọi cách là mình phải có tiền. Và trong trường hợp này, đặc biệt là các bạn nữ bắt đầu mới có tình trạng là mình lên trên mạng và mình tham gia vào những cái group hay những cái nhóm chat nào đó với một cái lời đề nghị là ai đó trả tiền net cho mình đi và sẽ có thể đánh đổi những cái thứ sau đó. Mà những thứ sau đó là gì? À, là những câu chuyện về thân xác. Nếu như một bé gái vì vài chục ngàn hoặc là vài trăm ngàn, nhưng trong cái lúc mà cấp bách như vậy đó, thì các em sẵn sàng dùng chính thân mình hoặc là dùng những cái gì mà mình có đó để có thể đánh đổi lại một vài trăm ngàn, thì chắc chắn rằng là cái hệ lụy nó sẽ như thế nào. Và có được lần thứ nhất thì có thể sẽ có được những lần thứ hai. Trong liên hoan phim quốc tế Sedona vừa qua, bộ phim tài liệu 26 phút của đạo diễn Krista Grihimaki đã gây được tiếng vang lớn khi nêu bật tên đề tài này. You're looking at your phone all the time and they're trying to get your attention. They're going to eventually want that phone and they're going to do the exact same behavior. What are we doing to our kids when we're not allowing them time? Là một bộ phim tài liệu hấp dẫn nêu bật tình trạng đáng lo ngại của những đứa trẻ khi sa đà vào thế giới mạng. Đạo diễn Krista Grihimaki đã đặt ra một câu hỏi lớn. Trong xã hội hiện nay, có phải chúng ta đã tạo ra một thế hệ trẻ em bị đứt gãy bởi việc lạm dụng công nghệ hay không? Bộ phim là cả một chuỗi những phát hiện của các bác sĩ, nhà tâm lý, nhà công nghệ và các nhà khoa học về thần kinh về vấn đề này. Hình ảnh những đứa trẻ chơi đùa tự nhiên hoàn toàn tương phản với những đứa trẻ bị ngắt kết nối với thế giới thực thông qua những chiếc điện thoại thông minh hay iPad. But engagement is not what's happening. Thưa chị Thúy, tuổi thơ của chị trong quá khứ và tuổi thơ của hiện tại khác nhau như thế nào ạ? Thế thì khác nhau nhiều lắm. Như ngày xưa đồ chơi nó không có nhiều, mọi thứ mình đều phải tự làm. Cho nên là mỗi cái đồ chơi cho dù xấu hay đẹp nó đều có cái kỷ niệm. Rồi nó rèn cho mình cái kỹ năng nữa. Rồi ví dụ như là ngày xưa cuộc sống là mở ra ngoài. Chiều chiều là chạy đi chơi, sang nhà người này, sang nhà người kia. Và cái cuộc sống đó nó mở cho mình ra một cái không gian rất là lớn. Có những thứ mà nó là đồ chơi nhưng mà nó rèn cho mình những kỹ năng rất là tốt. Ví dụ như là hồi xưa là buồn rủ nhau đi câu cá, đi chài, đi này kia nọ. Và thí dụ như những cái trò chơi mà đơn thuần là chơi, có thể là làm diều ra thả. Thì những con diều đó là
Tôi thấy phải làm từ là việc là đi chọn giấy báo và phải kiếm giấy báo để xin cho được giấy báo. Và hồi xưa không phải là báo nhà nào cũng có. Kiếm không được giấy báo và xé tập làm, rồi sau đó là ăn đòn chẳng hạn. Đó cũng là một kỷ niệm ha. Rồi ví dụ như là những cái trò chơi gọi là đánh đáo nè, chơi cò cò nè, chơi nhảy dây thun nè, chơi đá cầu, đánh cầu. Tức là những cái trò chơi ngày xưa nó đều là những cái trò chơi vận động và gắn liền với cái kỹ năng. Rồi cuộc sống bây giờ nó có thể thay đổi và nó tạo ra nhiều cái nguy cơ thiệt. Nhưng mà rất nhiều phụ huynh tự vẽ ra những nguy cơ và bó con họ lại trong cái ngôi nhà. Thậm chí trong cái ngôi nhà đó lại gói nó trong một cái phòng. Rồi trong cái phòng đó lại buộc nó vào trong cái giường. Trong cái giường đó lại dính nó vào trong cái điện thoại chẳng hạn ha. Không gian nó càng ngày còn nhỏ lại. Và những đứa trẻ đó có thể nó thông minh ở một khía cạnh nào đó khi nó biết thêm nhiều thông tin, nhiều kiến thức. Nhưng mà những cái thường thức cuộc sống, những cái bình thường thì lại không nắm được. Có một lần thấy rất là bất ngờ, thấy một cô bé đó là học lớp 3, được coi là học giỏi của xóm. Nhưng mà khi nói chuyện với con không biết mặt trăng mà mặt trời. Tức là nó biết mặt trăng, nó biết mặt trời theo cách ba mẹ nói thông qua câu chuyện gì đó. Nhưng mà nó là nhỏ lớn giờ con chưa từng thấy mặt trời, con chưa từng thấy mặt trăng. Xong cái thứ hỏi là con nói thiệt, con nói giỡn, nó nói là con nói thiệt, hồi nhỏ lớn chưa từng thấy luôn. Cái mới chỉ là đó, cái đó là mặt trời đó, cái đó đó. Đây là cái mặt trời ha. Nó giống như trong hình, nó giống như trong phim, nhưng mà lần đầu tiên không có thấy. Cái ý mà chị Hạnh Thùy nói cực kỳ hay đó là mình cứ thu nhỏ và cuối cùng là còn cái màn hình. Nhưng rõ ràng là từ cái màn hình đó lại mở ra được tất cả mọi thứ, gọi là xuyên quốc gia luôn. Từ Việt Nam có thể biết được ở Mỹ và tất cả các nơi khác. Nhưng cái biết ở đó nó chỉ là sự gián tiếp thôi. Tức là nó không có một cái sự trải nghiệm mang tính thực tế. Và qua cái lăng kính của công nghệ nên cái hiểu biết của các bạn là có, nhưng cái cảm xúc hoặc những cái giá trị từ cái trải nghiệm thực tế đó xem chừng thì càng ngày nó càng hẹp đi. Vậy thì anh có thể đưa ra một kết luận về việc có phải rằng thế giới của trẻ thơ đang bị phá vỡ bởi chính những thiết bị công nghệ không? Thật ra chúng ta phải nhìn vấn đề một cách rất là khách quan và công tâm dưới hai cái khía cạnh. Chúng ta không thể phủ nhận được những cái góc độ rất là tích cực của công nghệ. Việc ứng dụng công nghệ vào trong giáo dục đã có những cái thực nghiệm và cho thấy rằng là có những kết quả rất là tích cực nếu như các nhà giáo dục sử dụng những thiết bị công nghệ một cách phù hợp. Nhưng chúng ta cũng nhìn một cái mặt còn lại, đó là những ảnh hưởng tiêu cực của công nghệ. Từ cái gọi là những cái cách mà cho trẻ sử dụng công nghệ của các bậc cha mẹ hoặc các bậc phụ huynh trong gia đình. Chúng ta không tạo cho trẻ được một cái màng lọc để giúp cho trẻ phân biệt được rằng là cái nào nên hay cái nào không nên, thì rất là dễ trẻ sẽ có một xu hướng tự nhiên là trôi về những cái game online như chúng ta nói, trôi về những cái web hoặc là những cái thông tin mang tính tiêu cực. Bởi vì cái nhu cầu tò mò là nhu cầu mà luôn luôn tồn tại, đặc biệt là đối với các bạn trẻ trong cái lứa tuổi là khám phá, trong cái lứa tuổi là muốn tìm hiểu về mọi thứ. Nên nếu như không có định hướng, không có sự chỉ dẫn để cho các em hình thành một cái màng lọc đó, thì trẻ sẽ bị kéo về cái mảng tối của công nghệ. Dạ thưa anh, vậy đó có phải là lý do mà các trường học theo phong cách cổ điển đang nở rộ tại Mỹ không ạ? Và không chỉ là Mỹ đâu, những quốc gia khác lấy ví dụ như là Pháp. Năm vừa rồi thì Pháp cũng chính thức ban hành một cái đạo luật cấm hoàn toàn học sinh sử dụng điện thoại trong khuôn viên nhà trường. Và từ đó để cho thấy rằng là tại sao những thế hệ trước đây, những câu chuyện mà chị Hạnh Thúy chia sẻ hay những quý vị khán giả mà ở cái độ tuổi đã tương đối lớn rồi đó, không có trải nghiệm với công nghệ nhưng họ sống rất thành công, họ có một cuộc sống rất là ý nghĩa. Và dẫn đến một cái xu hướng là vậy thì bắt đầu mọi người đi tìm lại cái căn nguyên của cái giá trị và tìm lại những cái phương pháp giáo dục mà đôi khi không cần công nghệ nhưng vẫn có thể đào tạo, vẫn có thể tạo nên những con người sống tốt và tạo ra những giá trị không chỉ cho bản thân mà cho cộng đồng. Thưa quý vị, công nghệ gây ảnh hưởng không chỉ cho trẻ em mà cả nhiều thế hệ thanh thiếu niên khác nhau. Còn nhớ tại Liên hoan phim Berlin năm 2014, bộ phim Unfriend của đạo diễn người Philippines Joseph Lito Astarezo đã gây được tiếng vang khi làm bộ phim nói về sức ảnh hưởng của mạng xã hội đối với giới trẻ. Đó là câu chuyện của David, một chàng trai đồng tính 15 tuổi, bị người yêu cắt đứt quan hệ ngay trước ngày Giáng sinh. Cậu đã điên cuồng lao vào tìm cách liên lạc với bạn của mình qua điện thoại, tin nhắn, Skype, Facebook với hy vọng cứu vãn lấy tình yêu. Theo Reuters, ngày 9 tháng 2, Unfriend được lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật vào năm 2011 khi một đoạn video quay lại hai nam đồng tính trong một trung tâm mua sắm ở Philippines. Một trong số họ đã giết người tình và sau đó tự sát. Video này được đăng tải trên Facebook và sau đó được phát tán với tốc độ chóng mặt. Thưa tiến sĩ Bùi Hồng Quân, câu chuyện về việc tự tử hoặc giết người rồi livestream trên mạng xã hội đã không còn là một điều gì quá hiếm hoi đúng không ạ?
không chỉ là tự tử và giết người rồi livestream trên mạng xã hội. Và có những câu chuyện, nếu như Tuyết Oanh hay là chị Hành Thúy và quý vị còn nhớ, là có một bài báo theo trí nhớ của Quân thì là một cậu bé ở cái lứa tuổi học trò tự tử, và nếu Quân nhớ không nhầm là ở bên Trung Quốc đó, rồi sau đó ông bố bắt đầu là lục tìm lại cái việc là sử dụng mạng của con mình, và khám phá ra rằng là có hẳn một cái cộng đồng ở trên đó. Và các em có một cái tâm lý rất là chán nản cuộc sống, muốn tìm đến cái chết, và các em sẽ tạo thành một cái nhóm kín. Và ở cái nhóm kín đó thì chia sẻ những cái cách thức, những cái kỹ năng và những cái phương pháp để giúp cho các bạn trẻ có thể kết liễu cuộc sống này một cách ít đau đớn nhất. Khi mà Facebook mở ra cái tính năng đó là cho phép chúng ta có thể là tường thuật trực tiếp những gì mà nó đang diễn ra và mình muốn chia sẻ với người khác. Nên chúng ta thấy rằng là cái tính năng của mạng xã hội đó, bên cạnh những cái rất là tích cực, mình hoàn toàn có thể là truyền cho người khác những cái thông điệp, những cái clip rất là tích cực tạo ra giá trị. Nhưng khi mà gặp những trường hợp mà họ nhìn nhận vấn đề tiêu cực và họ có những cái suy nghĩ mang tính lệch lạc đó, thì vô hình chung những cái video được livestream đó sẽ tạo ảnh hưởng về mặt tâm lý rất là tiêu cực đến những người khác. Và biết đâu khi một ai đó cũng đang trong tình trạng như vậy, họ xem vào họ thấy rằng là người kia kìa, bạn của mình kìa, hay là một người trong cộng đồng, trong nhóm của mình kìa, họ có thể làm được, vậy tại sao mình lại không? Và rất có thể những người khác họ cũng sẽ làm theo như vậy. Nên chúng ta thấy rằng là quả thật những cái hệ lụy nó không chỉ dừng ở cái người phát video clip đó đâu, mà những người xem, nếu như chúng ta không thật sự có bản lĩnh và không có xác định được đúng cái giới hạn đó, thì đôi khi cũng sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực đến cả những người khác nữa. Thưa chị Hạnh Thúy, mạng xã hội đang thúc đẩy rất nhiều cho việc phát triển của cá nhân người nghệ sĩ. Nhưng theo chị thì nó có một mặt trái nào đối với nghệ sĩ không ạ? Hồi xưa giận hờn thì mình sẽ gọi điện thoại nha, mình nói chuyện ha, mình viết thư, mình gặp mặt nha, mình giải quyết cho xong. Giờ lên Facebook chửi Phong Long, xong cái tạo thành hai cái luồng. Một luồng bên này chửi Phong Long và mọi người hùa theo, bên kia phản biện lại hùa theo. Nó có những cuộc chiến Facebook và nó kéo dài, gọi là đến mệt mỏi luôn. Và có những nghệ sĩ là cứ cố tình đăng những cái thông tin nhạy cảm để được nhắc đến, được này kia nọ. Rất là nhiều nghệ sĩ mình bị ảnh hưởng bởi cái mạng Facebook. Có thể người ta tạo những cái Facebook giả, những cái nick giả và coi như là nói xấu, ném đá này kia nọ với nhau rất là nhiều. Tức là có thể Facebook là giả, nick là giả, nhưng ảnh hưởng là thật. Và nhiều người thậm chí là họ còn nói là không dùng Facebook nữa. Họ đoạn tuyệt với mạng xã hội để họ có một cuộc sống bình thường trở lại. Vâng, thưa quý vị, ngoài những mặt tốt, mạng xã hội cũng đang gây ra nhiều tác hại cho giới trẻ trong cuộc sống hiện nay. Nhiếp ảnh gia Anton Geiger cũng đã sáng tạo, chỉnh sửa một loạt các bức ảnh với hy vọng sẽ thay đổi suy nghĩ của nhiều người về smartphone. Tác giả muốn tạo ra là một thứ khá kinh tởm. Với Gager, màn hình là một vật thể từ các tiểu văn hóa đại chúng. Chúng ngăn cách chúng ta khỏi chính cơ thể của mình và khỏi các thế giới thực tại. Ngồi sát nhau, nhưng mỗi con người như tồn tại trong một thế giới. Gager miêu tả: tôi muốn trở về với ý tưởng của những tính cách giả tạo, khoe mẽ, bị hút vào cơn bão số. Những tính cách đã phá bỏ mối quan hệ tới thực tại. Tôi muốn mang về những hình ảnh tập trung hơn vào bản thân của mỗi người. Ảnh selfie cũng là một trong những vấn nạn của thời kỳ công nghệ. Thưa chị Hạnh Thúy, chụp ảnh tự sướng cũng là một vấn đề đáng bàn đúng không chị? Thúy nghĩ thì sao ta? Nó giống như kiểu là một cái kiểu để hình thành cái tính tự mãn ở mỗi con người vậy đó. Khi mà mình tập trung những màn hình nha, mình tạo dáng các kiểu thì thế giới chỉ còn có mỗi mình thôi. Tất cả mọi thứ xung quanh là vô nghĩa hết. Thường á, thì với những cái smartphone thì các bạn có thể chỉnh sửa mình trở thành một người tuyệt vời, hoàn hảo trong mắt mình. Và Thúy có một cái câu mà hay nói với bạn bè của mình là nếu như mà đã thương ai đó trên Facebook thì làm ơn đừng có gặp họ ở ngoài. Và nếu như mà bạn là hot Facebooker thì đừng có để cho khán giả gặp mình ở ngoài. Bởi vì hai cái đó nó khác nhau nhiều lắm. Bây giờ nó có những cái trào lưu tự sướng mà theo kiểu gọi là gây sốc á. Ví dụ như là tự sướng ở một bãi biển mà sóng thần đang ập đến gần. Hoặc là tự sướng trước miệng núi lửa, tự sướng ở trên một cái sân thượng của tòa nhà cao tầng, khiến cho mình gặp những cái rủi ro, chấn thương, thậm chí là cả mất mạng như rất là nhiều người đã từng xảy ra. Nhưng động lực nào và tại sao mà người ta lại muốn có những bức ảnh nguy hiểm như vậy ạ?
Giờ giả sử ha, đây ví dụ như đây là cái màn hình điện thoại. Rồi Tuyết Anh nhìn vô màn hình coi. Rồi chị Hành Thúy nhìn màn hình coi. Đó, thấy chưa? Khi mà mình chụp ảnh tự sướng, và thật ra là cái nguyên lý não bộ của mình đó, khi mình làm một thứ thì mình sẽ không có tập trung vào những thứ khác. Thật ra về mặt tâm lý đó thì ai cũng mong muốn mình tạo được giá trị, mình ảnh hưởng đến người khác và mình được nhiều người biết đến. Và đến một lúc nào đó khi họ không ý thức được cái nguy hiểm thì dẫn đến những cái tai nạn hay những cái câu chuyện rất là đáng tiếc như chúng ta thấy gần đây. Vâng, rất nhiều cái chết đã được dự báo cho những người đam mê chụp ảnh selfie, nhưng có vẻ tình trạng này vẫn chưa được cải thiện bao nhiêu. Một nghiên cứu vừa công bố cho thấy khắp thế giới, 259 người đã thiệt mạng trong giai đoạn 2011-2017 khi selfie ở những địa điểm nguy hiểm. Chết bởi selfie đang trở thành một nạn dịch kỳ quặc của thời đại số và mạng xã hội. Năm 2014, Kikiku, tay leo núi nhiều kinh nghiệm người Đài Loan, nổi tiếng với những bức ảnh cô đứng một mình trên một đỉnh núi cao phủ tuyết, chỉ mặc mỗi bộ bikini trên người. Wu tự chụp ảnh trên hơn 100 đỉnh núi ấn tượng nhất ở châu Á, luôn chỉ mặc bikini và cuối cùng đã chết khi cố gắng chụp ảnh trên đỉnh Ngọc Sơn, cao 3.000m ở Đài Loan. Tháng 10 năm 2018, cặp đôi blogger du lịch nổi tiếng thế giới người Ấn Độ Meenakshi Smriti và Vishnu Viswanath đã ngã khi chụp ảnh selfie ở đỉnh núi đá Tháp Poi, công viên quốc gia Yosemite, Hoa Kỳ, ở độ cao hơn 240m. Ngô Vĩnh Ninh, người nổi tiếng với các video selfie được quay trên đỉnh các tòa nhà chọc trời ở Trung Quốc, thiệt mạng năm 2017 vì rơi khỏi tòa nhà 62 tầng. Nhiều báo cáo cho hay số người chết vì cá mập tấn công còn ít hơn cả do chụp hình tự sướng gây ra. Dù vậy, bất chấp cảnh báo về sự nguy hiểm khi selfie, số lượng tai nạn do chụp hình tự sướng vẫn tăng. Thưa chị Hạnh Thúy, thưa anh Bùi Hồng Quân, thì liệu một bức ảnh có đáng để đánh đổi bằng cả cuộc đời của mình không ạ? Thật ra vẫn có những bức ảnh đã đánh đổi bằng cả cuộc đời và mang lại sự thay đổi lớn lao cho xã hội. Ví dụ như những bức ảnh của các giải báo chí Pulitzer chẳng hạn ha. Đó là những bức ảnh mà nó có thông điệp, nó có giá trị về mặt cuộc sống, về mặt tinh thần. Còn những cái bức ảnh mà gọi là tự sướng, đó gọi là tự sướng thì cái hiệu quả của việc tự sướng Thúy nghĩ rằng là nó nằm ở khuôn khổ cá nhân là chính. Nó làm cho mình sung sướng nhiều hơn là góp phần thay đổi cái điều gì đó. Thì rõ ràng là một bức ảnh để đánh đổi quá nhiều thì Thúy nghĩ rằng là chúng ta cần phải xem xét lại. À, đúng là mình cũng có thể là khi phát hiện được những điều gì đó thú vị hoặc những cái gì đó nó mới mình có thể chia sẻ, nhưng để quên đi cái sự nguy hiểm và thậm chí là tính mạng của bản thân để chúng ta có được những cái bức hình như vậy thì quả thật nó không có xứng đáng rồi. Theo anh làm sao để có thể giải quyết được tình trạng selfie dẫn đến chết người? Chắc là phải cấm thôi Tuyết Anh và chị Hoàng Thúy ơi, tại vì có những cái địa điểm nó rất là nguy hiểm, đặc biệt là những cái nơi mà đã xảy ra những sự kiện đó rồi đó, hoặc là đưa ra những cái biển báo hạn chế cái việc chụp hình ở tại những cái địa điểm đó. Dù sao thì chúng ta cũng phải bảo vệ tính mạng cho người dân, và như vậy thì nó sẽ góp phần hạn chế lên những cái tai nạn mà chúng ta đã thấy nó rất là đáng tiếc. Thưa quý vị, xoay quanh nỗi ám ảnh kinh hoàng mà công nghệ tác động đến loài người hiện đại, ngôi sao của Hannah Montana, Miley Cyrus đã có một bộ phim khá ấn tượng mang tên Gương Đen. Phim là sự nhấn mạnh nỗi ám ảnh mà công nghệ tạo nên cho cuộc sống con người. Ở thế giới giả tưởng này, công nghệ gần như có thể thay loài người làm mọi thứ, thậm chí làm tốt hơn con người. Lắng nghe, trò chuyện, truyền năng lượng tích cực, tạo ra những sản phẩm được khán giả yêu thích và đón nhận một cách năng suất hơn bất cứ bộ não sáng tạo nào. Phim gợi cho người xem nhiều chiêm nghiệm, một người ao ước cuộc sống lấp lánh của thần tượng và tìm đến sự thấu hiểu cùng những lời động viên từ một búp bê biết nói. Người còn lại bị chính công nghệ kìm kẹp, không được sống với tiếng nói thật sâu bên trong mình. Phim cũng lột tả được góc khuất đằng sau ánh đèn sân khấu. Ở đó, các ngôi sao được tạo nên bằng công thức chung để làm hài lòng khán giả, phải sáng tác như một cỗ máy nhằm đảm bảo doanh thu và cuối cùng bị mắc kẹt trong lớp mặt nạ phải đeo mỗi ngày. Thưa anh Quân, việc bị thu hút bởi những ứng dụng trên điện thoại thông minh của những đứa trẻ thì có phải là một tình trạng đáng báo động đối với bậc phụ huynh không ạ?
không phải là đáng báo động đâu mà là rất đáng báo động luôn đó Tuyết Anh và chị Hạnh Thúy. Lần đầu tiên Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đưa ra cảnh báo về việc sử dụng các thiết bị điện tử đối với trẻ nhỏ. Và theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới thì đối với trẻ từ 2 tới 5 tuổi, cái thời lượng tiếp xúc với thiết bị điện tử đó không có nên quá nhiều. Và đặc biệt là trẻ dưới 12 tháng tuổi thì tuyệt đối không nên tiếp xúc với các cái màn hình về mặt công nghệ. Và cái sự phát triển của trẻ bị ảnh hưởng như thế nào? Chúng ta thấy rằng là tùy vào lứa tuổi, cái mức độ tác động sẽ khác nhau. Một, khi mà trẻ tiếp xúc quá nhiều với các phương tiện điện tử đó thì sẽ hạn chế đến cái khả năng giao tiếp về mặt ngôn ngữ. Tại vì rõ ràng là cái thời lượng chủ yếu là trẻ tiếp xúc với màn hình mà không nói chuyện với người thật thì rõ ràng cái kỹ năng giao tiếp cũng như là cái lượng từ, vốn từ và cái ngôn ngữ sẽ không thể phát triển được. Kế đến nữa là cái yếu tố cảm xúc của trẻ cũng sẽ không thể tự nhiên và nó bị ảnh hưởng một cách tiêu cực. Rồi chúng ta tính đến luôn cả những cái việc là ảnh hưởng về nhân cách, về xu hướng, về hành vi của trẻ, cũng như là về cái mức độ nhận thức của trẻ nữa. Thì tất cả những nghiên cứu, những bằng chứng về tâm lý, về giáo dục học đã cho thấy rằng nếu như trẻ mà lạm dụng hay là sử dụng quá nhiều thời gian tương tác với các thiết bị điện tử thì chắc chắn rằng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cái sự phát triển của trẻ ở hiện tại cũng như là về tương lai sau này. Thưa quý vị, không chỉ những nhiếp ảnh gia và đạo diễn nước ngoài mới quan tâm cảnh báo vấn đề này, mà ở Việt Nam, giới nghệ sĩ cũng đã bắt đầu thể hiện những chính kiến của mình. Vừa qua, nhiếp ảnh gia Kevin Phạm đã thực hiện bộ ảnh với tên gọi Những đôi mắt đang chết dần, đang gây sốt trên mạng xã hội, nhận được gần 35.000 lượt chia sẻ và hàng nghìn lượt tương tác bình luận. Qua từng bức ảnh. Giao điện thoại cho con, nhưng mà thật ra Thúy đã thấy là đang giao con cho điện thoại. Rất là nhiều gia đình sẽ thấy mình và con mình ở trong những cái bức hình đó. Nhiều khi cha mẹ có lo kiếm tiền mà quên mất là con cái mà thật sự cần là cần cha, cần mẹ, cần quan tâm, cần chăm sóc, cần bầu trời, cần nhiều thứ chứ không phải là một cái smartphone. Và cái smartphone chỉ có thể là một cái đồ chơi chứ không thể thay thế cho cha mẹ được, không thể thay thế cho những thứ thực tế được. Và Thúy nghĩ cái bộ ảnh đó là một cái nó dấy lên một cái thông điệp như một cái hồi chuông cảnh tỉnh những cái bậc cha mẹ và muốn họ là phải cân bằng giữa cái công việc và con cái khi còn có thể, trước khi là mọi chuyện đã quá muộn. Quân tin chắc rằng là sẽ có rất nhiều những gia đình, những người lớn sẽ nhìn thấy mình ở trong các bức ảnh đó. Và trẻ cần tình yêu, trẻ cần tình thương của ba mẹ. Và tình yêu, tình thương đó chỉ có thể đến được từ những cái sự tương tác, sự tiếp xúc trực tiếp, chứ không thể là công nghệ. Không cần quá nhiều, nhưng cái khoảng thời gian bên con thật sự là khoảng thời gian chất lượng thì chắc chắn rằng lúc đó trẻ sẽ không lệ thuộc vào công nghệ nữa và cái tình cảm của cha mẹ giữa với con cái nó sẽ càng ngày càng gắn kết. Và đó mới chính là cái hành trang quan trọng nhất, đó mới là cái liều vitamin quan trọng nhất để sau này khi một đứa trẻ lớn lên và trưởng thành, chúng sẽ hình thành ở trong mình những cái giá trị tích cực và sẽ cảm nhận rất là rõ rằng là cái hành trang của tuổi thơ có hình bóng của cha mẹ ở trong đó. Thưa quý vị, chúng tôi xin được khép lại chương trình hôm nay ở đây với một đoạn video cho thấy tác hại và những mặt trái của công nghệ và thế giới ảo hiện nay, khiến người xem không khỏi suy ngẫm và để cho tuổi trẻ chúng ta và con cháu của chúng ta không bị lạc trôi trên những màn hình cảm ứng.
Xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy. Xin cảm ơn tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân đã tham gia chương trình hôm nay. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.